Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc nổi khùng khi Mỹ tuyên bố phóng tên lửa nhấn chìm tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times, trích dẫn lời của Đô đốc Davidson Hải quân của Mỹ cho rằng Trung Quốc cho phóng tên lửa ở Biển Đông ngay sau khi Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa có bài phát biểu trước giới lãnh đạo quân sự của Bắc Kinh rằng chúng ta phải bắn tên lửa để thị uy sức mạnh và răn đe các tàu chiến của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản và một số nước khác khi tàu của nước này đi vào địa phận Biển Đông. Bởi vì các hành động tàu chiến của các nước trên đi vào khu vực Biển Đông là đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, vì thế chúng ta phải bắn tên lửa. Theo ông Ngụy Phượng Hòa, đó cũng là một thông điệp cảnh báo không chỉ nhằm tới Hải quân Mỹ, mà Bắc Kinh muốn cho cả thế giới biết rằng không một ai, không một nước nào có thể đem tàu chiến dọa nạt, bắt nạt Trung Quốc ngoài Biển Đông được. Thưa quý vị, ngay sau đó, tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, trong một diễn đàn an ninh về Biển Đông, Đô đốc Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Bắc Kinh vẫn ngạc nhiên, ngông cuồng, tăng cường quân sự hóa ở ngoài Biển Đông, vẫn dương oai nhằm thị uy sức mạnh thể hiện thói hung hăng vô độ ở ngoài Biển Đông, bất chấp việc lên án của các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Ngoài ra, Bắc Kinh còn không tôn trọng phép tắc ngoại giao khi không trả lời đề nghị của phía Washington về việc thành lập một cơ chế liên lạc nhằm giải quyết dứt điểm các cuộc khủng hoảng ở ngoài Biển Đông, buộc các tàu chiến, tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay USS của chúng tôi phải khai hỏa để đáp trả lại sự hung hăng ngang ngược của phía Trung Quốc. Chúng tôi đã quyết định cho bắn tên lửa từ tàu chiến của chúng tôi về phía tàu của phía Trung Quốc và kết quả 3 tàu của phía Trung Quốc đã bị chúng tôi nhấn chìm ngoài Biển Đông. Theo Đô đốc Davidson cho biết, đó không phải là hành động gây căng thẳng ở ngoài Biển Đông, đó chỉ là một hành động nhỏ để tự vệ của Hải quân Hoa Kỳ và cũng là một lời nhắn nhủ tới ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc rằng Bắc Kinh không nên gây hấn ở ngoài Biển Đông, nếu không Hải quân Mỹ sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ tiếp theo. Thưa quý vị, ngay sau đó giới quan chức của Trung Quốc nói rằng Mỹ đừng tính chuyện đưa tàu chiến, tàu sân bay hoạt động tại vùng Biển Đông, Mỹ cũng đừng viện cớ lấy lý do là tự do hàng hải. Theo một quan chức giấu tên của Trung Quốc cho rằng, chúng tôi xin nhắc lại 90% diện tích trên Biển Đông là của Trung Quốc. Đường lưỡi bò đã thể hiện rõ điều đó và chúng tôi yêu cầu phía Hoa Kỳ nên tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã mạnh miệng tuyên bố rằng Mỹ không có phận sự gì ở vùng Biển Đông, vì thế yêu cầu phía Washington cũng như hạm đội Thái Bình Dương đi lại tại vùng biển này nếu không muốn bị đáp trả mạnh mẽ từ hải quân của Trung Quốc. Và cũng theo tuyên bố của ông Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết, tại một sự kiện về kiểm soát vũ khí ở Moscow cho rằng tên lửa của chúng tôi được lắp đặt trên lãnh thổ của chúng tôi. Các tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển của chúng tôi cũng hoạt động tại vùng biển của chúng tôi. Trung Quốc không đặt ra mối đe dọa cho Mỹ nên chỉ ít Mỹ cũng phải tôn trọng chúng tôi. Việc hải quân của Mỹ bắn tên lửa làm chìm tàu của chúng tôi ở ngoài Biển Đông nhất định chúng tôi sẽ không bỏ qua và Bắc Kinh sẽ có đáp trả mạnh mẽ buộc Mỹ phải cho rút toàn bộ tàu chiến và hạm đội Thái Bình Dương ra khỏi vùng Biển Đông. Và ông Phó Thông cho rằng hành động trên của hải quân Mỹ được cho là hành động khiêu khích gây mất ổn định an ninh trong khu vực ở Biển Đông. Đó là hành động châm ngòi cho một cuộc chiến tranh, châm ngòi cho một cuộc xung đột gây căng thẳng cho hải quân giữa hai nước. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc trích dẫn lời của ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng sắp tới Mỹ đã có một kế hoạch là đưa nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, lính thủy đánh bộ và tên lửa tiến vào vùng Biển Đông ngày một dày đặc hơn, liên tục hơn. Điều đó sẽ đặt ra mối đe dọa cho các khu quân sự và các đảo nhân tạo của chúng tôi ở ngoài Biển Đông, đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của các lực lượng chấp pháp của chúng tôi trên Biển Đông. Vì thế, chúng tôi tuyên bố bằng mọi giá, chúng tôi sẽ dạy cho Mỹ một bài học xác đáng ở ngoài Biển Đông và chúng tôi sẽ quyết tâm ngăn chặn các tàu Mỹ, không cho một con tàu nào của phía Hoa Kỳ xâm lấn vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị,
Theo hãng tin Reuters cho biết, trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã tuyên bố Washington muốn sớm triển khai tên lửa ở châu Á, Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân gọi tắt là INF với cả Nga. Thưa quý vị, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã khiến rất nhiều quan chức của Trung Quốc nổi giận đùng đùng. Ngay sau đó, ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã mạnh miệng tuyên bố rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ và cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình. Theo các nhà quan sát cho biết, Washington và Bắc Kinh vẫn đang trong tiến trình đối thoại ở mức quân sự. Cũng theo phía Trung Quốc, các quan chức cấp cao quân sự của Bắc Kinh cho biết, việc tiến hành cơ chế liên lạc giải quyết khủng hoảng là việc hết sức cần thiết để làm giảm nguy cơ xảy ra những điều không đáng có và đáng tiếc trên Biển Đông. Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, dù Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông, song Mỹ vẫn thường xuyên điều động các lực lượng quân sự và hải quân tiến vào khu vực này để thực hiện tuần tra, đảm bảo tự do hàng hải cũng như là phản đối, ngăn chặn kế hoạch mở rộng quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này. Và các nhà quan sát còn cho biết thêm, dưới các thời Tổng thống Mỹ trước đây, Biển Đông không được Mỹ coi trọng, nhưng dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền của ông liên tục điều hải quân và điều tàu chiến có sự hiện diện mạnh mẽ trên Biển Đông. Được biết, phía Trung Quốc đã rất nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí là điều rất nhiều tàu thuyền bí mật theo dõi, cũng như ngăn cản các hoạt động mỗi khi tàu chiến của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đông. Và theo giới quan sát cho biết, dưới thời Tổng thống ông Joe Biden, ông không chỉ mạnh tay với ông Tập Cận Bình về chiến tranh thương mại, mà ông còn liên tục gây sức ép để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Và theo các nhà quan sát cho biết, mục đích của Tổng thống Joe Biden là dập tắt tham vọng cũng như âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, không cho Bắc Kinh biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc. Và chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Hải quân của Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện điều các hạm đội chiến hạm cỡ lớn mang tên lửa dẫn đường để tiến vào Biển Đông nhằm giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự dựa trên luật pháp của quốc tế, chứ không như Trung Quốc coi luật pháp của quốc tế như rơm, như dạ. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, theo một cuộc khảo sát thì có rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ủng hộ Mỹ, ủng hộ chính quyền Tổng thống Joe Biden cho các tàu sân bay USS thường xuyên có mặt ở Biển Đông và tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông một cách mạnh mẽ, bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới và được rất nhiều bạn đọc quan tâm, đó chính là thông tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin sẽ đến thăm các nước châu Á. Theo lịch trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc, sau đó đến thăm Thái Lan và Philippines. Trong chuyến thăm châu Á lần này tại Hàn Quốc, ông Lloyd Austin sẽ tham dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng để tham vấn về an ninh Mỹ-Hàn lần thứ 51. Ông dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc để thảo luận về các vấn đề liên quan tới quan hệ đồng minh, cũng như xử lý các vấn đề quan trọng về an ninh quốc phòng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Còn ở Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin sẽ tham dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng, đó là cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Mỹ đánh giá đây là cơ hội rất tốt và hiệu quả nhất trong hợp tác giữa các bên và là nơi để các lãnh đạo cấp cao thảo luận về các vấn đề quốc phòng trong khu vực cũng như vấn đề về Biển Đông. Còn tại Philippines, ông Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp để thảo luận thúc đẩy Liên minh Hợp tác An ninh Quốc phòng nhằm tuân thủ các quy tắc và luật lệ quốc tế ở ngoài Biển Đông. Ông Lloyd Austin được Tổng thống Joe Biden cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ thay cho người tiền nhiệm. Ông Lloyd Austin chính thức trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc và ông Joe Biden rất tin tưởng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin này, bởi vì ông có những quyết đoán rất cứng rắn ở châu Á-Thái Bình Dương và khi ông lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì phía Trung Quốc rất dè chừng. Được biết, quan chức của Trung Quốc ở Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng của Trung Quốc rất dè chừng ông Lloyd Austin này, bởi vì từ khi ông lên làm Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ thì ông đã có những quyết đoán cứng rắn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Vì thế, chắc chắn truyền thông của Trung Quốc cũng như giới chức của Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao hành trình của chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, tới 4 nước. Chúng tôi sẽ thu thập và gửi tới cho quý vị tất cả các thông tin liên quan tới chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, tới các nước châu Á.
Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.